Đợt này mình đi câu cá lại tại con suối nhỏ nhỏ này nha mọi người. Con suối nhỏ này đẹp ghê luôn á. Nhưng mà tiếc một cái là mình đi tới mùa khô rồi, cho nên là nó cạn mất tiêu nè. À, nó cạn hết rồi. Chỗ này mà nước lớn nha, mình nghĩ là chỗ này chắc cá trạch nhiều. Nhưng mà tiếc là mình đi trúng cái đợt nước nó khô mất tiêu rồi. Anh Thạch anh dẫn mình đi. Con suối này cũng trong vườn của người ta ha. Anh ở này anh quen thì anh dẫn mình vô. Trời ơi ướt gì lúc mà đầu mùa mưa á, mình ở đây mình câu ngô á. Quá đẹp. Con suối này dài lắm. Mình chỉ sợ là nước nó nhỏ mà nè, người ta chích điện á thì cá nó không ăn. Lúc chiều mình câu chỗ này mà nó không ăn mọi người, cho nên mình lấy mấy cần gắm mình gắm chỗ đây nè. Giờ mấy anh em mà đi thăm thử làm sao coi thử nó có dính không. Mình gắm cho đây một cây nè, có cây kỹ năng này không, nó giật rung quá trời rung nè. Nè nước cây con gì thôi nó kéo cây thôi. Kéo là con gì anh? Đừng dập bụi đó tí nữa là linh thiêng lắm á, để cho gắm con khác. Nó chê. Cái chê này chắc thịt luôn rồi, nó ốm quá, ốm nhìn nó chắc luôn rồi. Trời ơi nhanh. Nãy qua đem kìm mất chứ, đem kìm nữa là một chú. Ba anh em mình đi thăm. Tiếp tục gắn lại chỗ cũ ha. Anh Thạch làm sẵn mấy cái lưỡi rồi. Cần này xịn chứ, cần che kia nhìn si đau quá à. Chuyển mà, bây giờ mấy cái cần này mới ra dính hàng liền. Tiếp tục, anh em mình đi cắm tiếp đi. Có mấy cây vô kia mình chưa thăm. Nghe. Đâu. Thủ phạm nè. Mấy con này nó ăn mồi ghê lắm. Nó gãy mất cái càng hay sao. Rồi cái cây cái càng nhỏ. Thánh phá mồi nè. Mang lẩu cua không anh Thạch? Đó, ăn đi. Ba người con đã giật nè. Đó, mình tới nó sợ đi, kéo quá trời kéo à. Kéo đi đâu nữa. Anh Thạch ơi, đi cắm cây bên đây nè anh Thạch. Sau lưng em ngon lắm. Này chỗ này không có leo qua được. Rồi anh quất con này đi. Mùa này mà anh bị đói á, nên nhìn ảnh ro lại chắc hết rồi. Khỏe kìa. Bên ơi, làm cái tụm dưới luôn là xong luôn á. Video hay nhất năm luôn á. Hai con. Cái chơi suối. Cái này to. Cái chạch. Ô vãi chưởng cái chạch mọi người, mình thấy nó nhảy lên luôn. Ô. Có khi nào nãy nó sảy con này không? Không, cái cây này mình sảy cái tre, những cái cây này lúc đầu nó ô dính con cái chạch. Chạch bé quá nút lưỡi luôn hả? Ô mấy con này nó dễ gì tha, nó chỉ có nút lưỡi thôi. Nằm tại đầu lắm. Bé suối này nó hết cá mọi người, cuối mùa rồi đấy. Này cắm cái gốc cây vô trong nè, chỗ đó ngon á. Còn nhiều lắm, còn hai cây lận mà. Ở trên còn có một cái lưỡi của em trên này á. Sao anh rung như vậy thật, đói hả? Đói gì mà tay rung như vậy? Đói gần chết. Cái gốc này ngon ha. Mà thôi mấy gốc này ngon này nhưng mà đâu. Dạ, cái trong gốc á. Ừ, trong gốc nó ngon này. Trong gốc này bao ngon rồi mọi người. Nhưng mà mấy cái dòng nước càng chảy thì nó càng dễ dính. Tiếng suối chảy không nó yên bình.
Rồi, ok. Hai con mình cấm này chắc hết mồi rồi. Nhìn coi, dãy dãy mày. Hết mồi. Con đó là con gì anh? Dạ anh. Chả biết con gì nữa. Con này con gì anh? Con gì đang ngồi móc cái gì nữa? Nhà nước. Nhà nước. Con gì móc cái gì mà con nhà nước? Đó, móc trùng nước. Ở đây nó nhỏ, nó không có lớn nữa rồi. Chập này nó hết lớn rồi. Cuối mùa, suối nước nhỏ, toàn cá nhỏ rồi mà. Nuốt luôn cái lưỡi. Ống nhách luôn trời. Con này không có gì ăn, ống nhách luôn. Con cá chạch trong này chết rồi. Nhỏ rồi. Cái cần của anh em chạch lấu nha. Đây là cái đoạn suối mà ngày hôm qua dẫn mấy anh em mình câu nè. Cái đoạn suối tính ra chỗ này nó cũng rộng, nhưng mà nó không có sâu lắm. Tại vì cái mùa mưa nó hết mất tiêu rồi. Cá này ngày hôm qua đa số toàn anh Thạch câu mà. Mình thì cắm được mấy cái trê. Ngày hôm qua mấy anh em đi câu cái này nè. Cắm câu này đi nát đường luôn mà. Mình thì chỉ ở suối chơi. Hát nhạc ồn ào quá cho nên mình cũng không có làm video. Nó anh cắm câu ở đây nè, cái lỗ này nữa nè, cắm câu á, đi nát hết luôn mà, không mà được mấy con cá đó. Nhưng mà mình thì hôm nay câu gọi là mớm mọi người, câu được gì đâu, được có ba con cá trê, hai cá chạch, nó chó sủa nữa, tại vì mình vô trong nhà của bác kia câu xin vô này. Mấy con cá chạch ngày hôm qua giờ mấy anh em mình câu được nè. Có được con cá to. Còn mấy cái nhỏ kia nó chết hết rồi. Cái chạch nhỏ nó đâu nó chết hết rồi. Nè. Anh Thanh. Cũng ok chứ anh Thanh. Cũng được mấy con. Mấy này làm gì tao? Này nướng cái chạch nướng à, hay là đâu lẩu? Nhưng mà để cho mọi người xem coi hết luôn ha. Đây, một đống cái suối nè mọi người. Được 1, 2, 3, 4, 5 5 con cá trê, 6 con cá trê, 1, 2, 3, 4
Ủa sao trong này có 5 con cái con ở 6 cái chạch. 6 cái chạch 5 cái chơi ta. Cái chơi nhớ ngày qua nhiều lắm mà anh Thạch. Có cây nữa nè nè. Cây này chỉ có cái chạch nên mình đỡ đi. Đó. Bây giờ là hai anh em mình xuống đây ngồi làm cá ha, làm mấy con này thôi. Ngồi đoạn suối để mình làm cá. Được, được. Rồi xong. Hai anh em mình đã làm cá xong, bây giờ đem vô là chiến thôi. Nè. Có mấy con ghê chết chịu bá mình lấy mình ném hết rồi. Rồi đi vô. Nhìn con cái đuôi nó to ghê ta. Nó quắt ngược lại bên này làm... Đây là cái màn mình sợ mưa ướt cá cho nên là anh Thạch lấy lá chuối này nữa. Anh chê cá lại. Rồi hấp lá chuối. Rồi món cá. Có vải thanh niên chưa? nó vừa là bóp điện thoại đút vô hai cái chân nó nướng cá nè. Quay được luôn mà. Máy quay tự động luôn á. Sợ thật. Ngồi do cái đùi là quay tự động luôn à. Cá lúc nãy mình chiên này, giờ mình bỏ vô lẩu luôn. Chuẩn bị tới giờ ăn nha anh em. Tới rồi. Rồi giờ đây bỏ đâu anh Thạch? Rồi đất ấy được không? Tại sao? Nóng anh Thạch ơi. Rồi dính vô dầu gió rồi mình em ăn á. Dính đâu? Nè, bóng gốc lắm nè. Đây là chuối nè, chuối trong vườn của nhà ông bác nè. Bắp thì mình mua, vẫn làm cái món lẩu quen thuộc. Lẩu bắp. Đây. Nhưng mà có rau gì ở đâu mình ăn cái đó. Nè, đồ lẩu nè. Chinh tồn. Riêng anh Thanh thì khỏi nói à. Anh ăn trước là anh kêu ngon là ok. Chơi đồng là. Chơi suối. Chơi suối thì là chơi đồng đó. Tự nhiên đó. Chạch đây chạch đồng nè. Chạch đồng đúng không? Chạch này hả? Ừ. Chạch tự nhiên thôi. Ở chạch đó mà ngoài suối nó không biết đồng hay không. Ừ ok chơi vàng. Nãy em làm mất cái một con chê uổng quá. Ơi quá ha.
Em ăn trước món bắp mà nhìn món bắp là thấy ngon hả? Thích rồi đấy. Mình đã nhìn nè. Ô, nhìn nè, sướng không? Wow. Thích ăn thử chuối nè, thương sao? Bỏ trong cái giá hay là sao ta? Dục vô đó luôn, bỏ vô đây luôn không anh? Mới nở nổi chứ. Không, em bỏ vô đó múc nước vô. Dục. Chưa ăn mà biết ngon hả? Nhìn con cá chạch mọi người, con ở đây là con cá chạch mình không câu được nha. Cái chạch này của anh Thạch câu á, à, nhìn đã không? Quất thử cho mọi người xem miếng thịt nó làm sao ha. Ăn đã quất thử. À, không, em không ăn thiệt mà, cho mọi người coi, mọi người cứ ăn thôi. Trời ơi, thịt nó nè. Muối rồi ta chấm thử cho mọi người thấy ngon không? Cái chạch miền Nam chấm với mắt kháng miền Bắc ha. Mắt kháng chứ. Mắt kháng thật giỏi. Ngon quá, cái này cất đi. Cất đi dành ăn sau cùng. Tại vì nó ngon quá. Bỏ đi cũng được mà. Bỏ đây đi. Khi nào dính dầu. Không có, giờ bỏ đây mà. Nó mày có dầu nè. Không có. Nãy dính cá. Chỗ đó không có bỏ dầu. Dầu dính vô cá chập này. Mình đang qua là coi thứ ai nhỉ. Ngày hôm qua mình đi xuống tới đây tầm 3 giờ anh Thanh á. Cũng 3 giờ ha, 3 giờ ra cần 3 rưỡi gì đó. Mình câu cũng không được gì hết. Tại lúc xuống, mới đầu xuống mình đi cũng tìm chỗ câu rồi nó hát hò. Mọi người xung quanh hát hò, ồn ào lắm, mình không có quay được. Cứ tối cắm được mấy cây cần rồi cứ quay được thôi. Sáng nay thì mớm luôn. Giờ lấy cá ngày hôm qua câu đi ăn. Bình thường mình đi làm được 2 video, hôm nay làm được con cá nè. Nhà con bác này gì cũng có đó. Có mít nữa nè. À, thôi mọi người, mình chắc mình tắt video tại đây để mình ăn uống nha. Chứ nãy giờ đây anh đối diện mình nè, anh mà to con nhất á, ăn ghê lắm. Cần hết rồi ha. Hết nữa rồi nè. Mình chưa ăn. Không to con nhất em. Mình chưa ăn gì luôn á, bây giờ mình mới bắt đầu nữa. Mình tắt nha, mình ăn. Mày còn bắt rồi.